Chô, thì hôm nay sẽ nói về một cái vấn đề mà mình nghĩ là cũng có nhiều anh em quan tâm, đó là làm thế nào để mà combo nó trông hay hơn, nó bá đạo hơn, đặc sắc hơn. Thì ở trong video này mình sẽ nói về counter đó, và một lát nữa mình sẽ giải thích cho anh em biết counter là gì. Nếu mà anh em thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel của mình để mà mình biết được là anh em có quan tâm tới những cái video mang tính là chia sẻ như này không. Và nếu mà cảm thấy nhảm nhí quá thì có thể bấm dislike đó, thì tương tác để mà mình biết được là anh em cảm xúc, thái độ của anh em khi mà coi những cái video này của mình như thế nào, để mà mình biết mình điều chỉnh cho nó hợp lý. Counter là gì thì hiểu một cách đơn giản nhất, đó là khi mà các bạn quay một cái combo, ví dụ như là combo các bạn đang đi là ngược chiều kim đồng hồ như này đó, thì đùng một cái tới đây, các bạn sẽ bằng một cái nào đó các bạn sẽ đổi được cái chiều của nó quay cùng chiều kim đồng hồ, tức là ngược lại, ví dụ như này đó. Đây mình dùng là Titanic đi lên như này, tức là nó sẽ quay là ngược chiều kim đồng hồ đó. Lên tới đây thì mình sẽ đổi cái chiều lại đó, đổi chiều lại như này đó, đó là gọi là counter. Một cái ví dụ khác đó là như này đó, thì ở đầu ban đầu mình đi là hướng này, là nó sẽ đi là cùng chiều kim đồng hồ, và lên tới đây thì mình sẽ giật ngược nó lại là ngược chiều kim đồng hồ, đó gọi là counter. Để mà áp dụng counter vào combo cho nó hợp lý thì các bạn cần phải có một cái mắt thẩm mỹ nó tương đối là nó hơi hơi tốt, là các bạn phải xem những cái video người ta, những cái người mà người ta chơi chuyên nghiệp á, người ta dùng counter như nào thì các bạn làm theo. Mình sẽ gợi ý cho các bạn một số cách để mà counter. Cách đầu tiên đó là cái cách ban đầu mà mình làm đó, thì trong cái video này mình sẽ không có nói quá nhiều về những cái trick lẻ lẻ trong những cái counter, mà mình chỉ nói nhanh qua thôi. Cho nên là bạn nào mà coi mà chưa có hiểu, không có biết cách làm những cái trick đó thì có thể kéo xuống một tí, mình sẽ để tên trick ở cái phần mô tả clip này của mình, và các bạn có thể căn cứ vào tên để mà tìm những cái video hướng dẫn đó. Và cái cách đầu tiên nó sẽ như này đó đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục sonic lên như này đó, và chúng ta sẽ pass qua như này đó. Lưu ý là khi mà tiếp tục sonic chúng ta phải cầm ở cái phần đầu, để cho cái phần ở sau này nó dài ra, cầm ở đây đó như này qua đây, để khi mà tới đây rồi thì chúng ta sẽ giữ được cho cái phần này nó dài, thì chúng ta mới làm được cái chiếc tiếp theo đó. Và khi mà tới đây rồi chúng ta sẽ back qua như này, back qua như này đó đó. Và cái phần kết của cái đoạn counter này chúng ta sẽ có thể thay bằng những cái khác, ví dụ như là như này đó, hoặc là như này đó, thì cái đó là tùy các bạn có thể biến tấu theo ý thích của các bạn. Cách thứ hai nó sẽ trông như này đó đó, lần nữa đó. Thì ở cái cách này chúng ta sẽ dùng trick boss, boss nó sẽ trông như này đó, boss. Và khi mà qua đây rồi chúng ta sẽ dùng một cái trick đó là shadow reverse như này đó. Thì cái shadow reverse này chúng ta phải tập cho nó thật là kỹ, tập tới khi nào mà các bạn chỉ cần nhích cái tay nó sẽ tự động đi, chứ nhiều bạn mình thấy là còn kiểu như vậy thì nó chưa được, nó còn giật tay thì chưa được, các bạn phải tập tới nó nhích cái tay là nó tự động đi như này đó. Và khi mà ghép vào với boss thì nó sẽ trông như này đó, qua đây nhích tay đó, nó sẽ quay ngược trở về đó. Cách thứ ba đó là cái cách mà mình nghĩ là nhiều bạn newbie hay dùng nhất, đó là cái cách này đó. Mà cái này thì nó không có đặc sắc, tại vì nó đi đi qua đây rồi nó đi về đúng cái quỹ đạo ban đầu luôn, cho nên là mình sẽ biến tấu một tí, nó sẽ trông như này đó đó đó. Thì để mà làm được cái này thì chúng ta sẽ phải làm một cái trick, đó là fingerless turnaround reverse như này đó. Nhưng mà chúng ta sẽ làm ở cái tay ngửa ra, cái này hình như gọi là thumb level hay là cái gì đó, mình cũng không biết, không có rành, nhưng mà đại loại là nó sẽ như này, đi qua đây và nó sẽ kẹp ở đây và giật ngược lại, giật qua ngón cái y chang như là fingerless turnaround reverse đó, nhưng mà tay ngửa được như này đó, thì nó sẽ nhìn nó hoành tráng hơn và nó cứ có cái quỹ đạo nó khác ban đầu. Cách cuối cùng đó là cái cách ban đầu mà mình làm ví dụ, nó sẽ trông như này đó. Thì ở cái cách này chúng ta sẽ làm trick, đó là pass pass lên đây, cái pass chúng ta sẽ đi như này, nhưng mà chúng ta chỉ lấy có một đoạn ngắn thôi, cho nên là mình thấy cái này nó khá là dễ như này. Lên đây và chúng ta sẽ sonic lên đó như này, lên đây sonic lên
và chúng ta sẽ né cái ngón trỏ ra, cái ngón trỏ các bạn lấy ngón cái bạn giữ vào cái bút, bạn né ngón trỏ ra đưa lên đây như này, và các bạn sẽ đẩy làm một cái chiếc đó là hard tap như này, đó đó, đi lên như này, đi lên đây, né ngón trỏ ra, đẩy qua đây, làm nhanh nó sẽ như này đó. Và chúng ta sẽ làm một cái chiếc đó là fingerless turnaround, đẩy qua đó như này, tổng hợp lại nó sẽ trông như này đó, né ngón trỏ ra, đẩy qua đây và đẩy như này đó. Thì cái này các bạn có thể dùng để mà kết thúc combo thì nó cũng khá là vui đó. Ok, thì mình sẽ dừng cái video này tại đây, và nếu mà cảm thấy hay thì có thể like, share và subscribe channel để mà ủng hộ mình. Hay hay thì hy vọng là sau cái video này các bạn có thể tăng cái trình độ bản thân lên, các bạn có thể sáng tạo những cái đoạn counter mang bản sắc riêng của các bạn, mang một cái phong cách riêng của các bạn. Và ok, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.